Đi rút tiền nhằm cứu trợ trong dịch Covid-19, một người đàn ông ở Mỹ đã trở thành triệu phú USD trong thoáng chốc khi phát hiện một số tiền lên tới 8,2 triệu USD ở trong tài khoản của mình. Sự việc tưởng chừng như bịa đặt nhưng lại hoàn toàn có thật. Hãng tin UPI ngày 15 tháng 4 đưa tin ông Charles Carvin ở thành phố New Chicago, bang Indiana của Mỹ đã đến cây ATM gần nhà để rút tiền, đồng thời kiểm tra tài khoản của mình để xem liệu số tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 của chính phủ đã vào tài khoản hay chưa. Tuy nhiên, ông đã sốc nặng khi nhận thấy số tiền dư trong tài khoản của mình lên tới 8,2 triệu USD, tức là khoảng 129 tỷ đồng. Ông Kenvin, nhân viên cứu hỏa tình nguyện, kể lại ông lập tức gọi cho ngân hàng thông báo sự việc. Không lâu sau, ngân hàng gọi lại báo với ông Kenvin rằng số dư tài khoản đã trở lại bình thường và khoản tiền 1.700 USD hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 của ông đã vào tài khoản. Cảm giác thật là tồi tệ. Bạn bỗng chốc trở thành triệu phú rồi sau đó không còn gì cả. Ông Kenvin hài hước kể trên đài truyền hình địa phương WGN TV. Ông Kenvin nói rằng ông không biết sự cố tiền triệu trong tài khoản là do ngân hàng, cây ATM bị trục trặc hay do nhầm lẫn từ chính phủ liên bang khi gửi tiền hỗ trợ COVID-19 cho ông. Tự nhiên có một số tiền lớn rơi vào tài khoản của mình, đúng là sốc thật đúng không các bạn? Tuy nhiên cũng phải khen ngợi cho sự trung thực của người đàn ông này khi đã gọi điện báo cho ngân hàng. Nhưng mà nếu như không báo thì rất dễ gặp phải những vấn đề liên quan tới pháp lý đấy. Còn bạn, nếu như bỗng một ngày nào đó có một số tiền lớn rơi vào ATM của bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào?